Vâng, rất cảm ơn chị Quý Anh. Có lẽ là như thông báo thôi, chúng ta đi thẳng luôn vào cái panel này. Thực ra mình đã nghe rất nhiều từ các speakers, đã có rất nhiều khá nhiều idea và lời khuyên cho, nhưng đây là đến lúc mà chúng ta có thể đào sâu hơn. Có những thứ mà mình nghe nói nhưng mà mình chỉ vẫn còn băn khoăn, vẫn còn muốn hỏi, thì đây là lúc. Tuy nhiên là cũng để trước khi đến các câu hỏi trực tiếp của các bạn, thì muốn giới thiệu qua thêm là thành phần của cái panel hôm nay là tập trung vào gọi là nghiên cứu đa ngành, interdisciplinary collaboration research hoặc là funding như nào. Thì trong thành phần thì bao gồm tất cả các speaker từ sáng đến giờ, và đồng thời là chúng tôi cũng mời thêm một số các giáo sư, phó giáo sư đến từ các ngành khác, đại diện chẳng hạn như là giáo sư Hồng Bùi đến từ Birmingham City University Management Strategy and đại khái là ngành chuyên ngành về Management Strategy Organization. Thì bây giờ để giới thiệu lần lượt như thế thì xin mời mỗi gọi là panelist mới, khi chưa có cơ giới thiệu mình có thể giới thiệu ngắn gọn thôi, và đồng thời là có thể đi thẳng luôn vấn đề là các panelist nghĩ như thế nào và cái khả năng có thể hợp tác liên ngành với các ngành khác, chẳng hạn cụ thể như về Engineering Computer Science. Thì ngay bắt đầu từ theo thứ tự đây thì giáo sư Hồng Bùi, có thể mời giáo sư giới thiệu qua về mình một chút và đi thẳng luôn vào vấn đề là liệu có khả năng hợp tác giữa ngành của giáo sư không với lại các ngành khác, cụ thể là Engineering Computer Science chẳng hạn. Vâng, chào các anh các chị. Rất là cảm ơn các anh chị buổi sáng ngày hôm nay. Mình học được rất nhiều điều từ các anh các chị trong ngành Science Technologies. Thì không mất thời gian giới thiệu về mình nữa, mọi người có thể tìm hiểu sau. Thì hôm qua, từ năm 2015 đến giờ, cũng đã làm việc với rất nhiều các nhà khoa học ở các ngành khác nhau. Ở đây thì thực ra cũng không xa lạ gì, đã từng viết proposal với Trung, từng viết proposal với Huấn. Và đã làm các chương trình về cộng đồng với chị Thanh thì cũng 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 đã làm rồi. Với bản thân Hồng xuất phát từ là Social Sciences, Management Economics và Education. Nó là cả một cái quá trình, nói chung là rất nhiều background thì khá là rộng, nhưng mà hiện tại bây giờ là đang dạy ở Business School. Thì cái background, cái chính của mình là làm về Learning Organization for Innovation and Sustainability, là xây dựng tổ chức học tập để phát triển sáng tạo và bền vững. Và khi các anh các chị làm những cái lĩnh vực về như anh Đức là về manufacturing, hay là Trung, hay là Hàn Thế Anh, thì nó liên quan tới các organizations, đấy là các business, đấy là các governments, đúng không ạ? Thì nó liên quan tới con người, và Hồng là cái lĩnh vực đó. Và đấy là cái lý do vì sao mà Hồng được chọn tham gia 16 cái dự án của Newton Fund từ năm 2016 cho đến 2010 đến tận 2021, là tham gia các nhóm nghiên cứu liên ngành và đa ngành giải quyết các vấn đề grand challenges, các vấn đề về toàn cầu. Thì rất là vui và hôm nay được biết tới các anh các chị ở các ngành khác, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái sự hợp tác chặt chẽ hơn. Và Hồng cũng nhân tiện đây thì Hồng cũng muốn nói thêm là Hồng là một phần của AVSC Global, là tổ chức các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu đang tham gia những cái dự án tư vấn phát triển các tỉnh thành tại Việt Nam để phát triển bền vững. Thì đấy là cái việc mà Hồng cũng rất mong muốn là làm việc cùng anh các chị, kết mình kết hợp làm thế nào có thể kết hợp được là vừa khoa học và vừa cộng đồng, các dự án đấy kết hợp vào với nhau thành là một, để mà mình xây dựng những ý tưởng. Ví dụ những ý tưởng của các bạn về 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 COVID, thì là những cái thứ mà chúng ta có thể vừa get được funding để làm nghiên cứu, nhưng đồng thời là phục vụ của trực tiếp cho sự phát triển cộng đồng. Và ở đây là Hồng muốn nói đến cộng đồng ở đây là ở Việt Nam nhiều hơn, bởi vì là Hồng có những cái connection ở Việt Nam tốt hơn cả. Vâng, và đấy là cái mà Hồng muốn chia sẻ. Rất mong là chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi sau buổi ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh các chị và nhường lời lại cho các giáo sư khác. Cảm ơn giáo sư Hồng Bùi. Đúng là giáo sư Hồng Bùi đã thực ra đã làm interdisciplinary collaboration với rất nhiều các thành viên trong VIS đây rồi, và đã làm rồi, và cảm ơn những chia sẻ của giáo sư. Tiếp theo là xin mời giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh. Có lẽ là hội VIS chúng ta không còn xa lạ gì với lại là chair của VIS năm 2021, và giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh đến từ trường University College London, chuyên ngành về nanoscience. Thì xin mời giáo sư Thanh, cũng bởi vì chưa từ em sáng cảm ơn giờ chưa nói. Cảm ơn Vân, cũng muốn làm ơn cho chị share cái slide quickly cái
Trong khi mọi người suýt cái slide share thì chúc mừng Huấn vì là hội thành lập từ năm tháng 12 năm 20 và Huấn đã có cái idea ngay từ trước khi hội thành lập là có một cái buổi như thế này thì mình cũng đã rất là support Huấn vì mình Joint Society run the program called Frontier Science, tức là mọi người tất cả các lĩnh vực khác nhau và có thể hợp tác với nhau, cho nên là cái buổi hôm nay thì rất là đúng như là mong ước của Huấn sau hơn một năm thì được thành lập. Thì cũng mình cũng muốn giới thiệu rất là nhanh về mình. Thì mình ở cái khoa là khoa toán và khoa học tự nhiên, nhưng mà về background của mình là hóa, nhưng mà mình lại là làm ở khoa lý. Thì tự nhiên các bạn sẽ thấy cái interdisciplinary rất là nhanh rồi. Thì cái thứ hai nữa là mình nói giới thiệu rất qua nhanh về UCL. Thì UCL là một trường rất là comprehensive và nó cũng có rất nhiều các cái disciplinary, cho nên là collaboration within UCL là nó cũng rất là dễ dàng về interdisciplinary. Cái thứ ba mình cũng muốn nói rất nhanh là về cái lĩnh vực nghiên cứu của mình. Thì cái lĩnh vực nghiên cứu của mình là vật liệu nano, để cho cái ứng dụng đầu tiên mình quan tâm là ứng dụng về sức khỏe, sau đó thì sang các cái ứng dụng khác như ví dụ như là về môi trường. Thì về technical thì mình cũng thể nói qua một tí là vì sao cái lĩnh vực của mình nó rất là interdisciplinary, là mình là cái vật liệu nano thì mình phải dùng các cái phương pháp hóa học để tạo ra nó. Sau đó mình phải dùng tất cả những cái physical knowledge về physics để physical characterization. Sau đó ứng dụng về y và sinh thì phải có cái knowledge về sinh và y và biology, và ứng dụng vào medicine là như chẳng hạn như là chữa ung thư hoặc là tìm ra các cái phương pháp thử như là diagnostics của các cái bệnh như là dengue, tức là bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam. Và cũng là hợp tác luôn với cả engineering vì mình phải manufacturing những cái chemical reactor, và cũng phải collaborate với industry vì khi mình làm xong và để commercialize thì mình phải có GMP. Thì cái naturally cái science, cái công việc của mình thì nó rất là interdisciplinary, cho nên là thực ra là mình không phải invite ai cả và cũng không ai invite mình. Và cái thứ ba nữa là rất là collaborative, tức là mọi người đến với mình và mình đến với mọi người, tức là với mình là vấn đề là solving problem, tức là cái problem của mình cần solve và mình cần ai đó có cái expertise để help mình solve cái problem đó, thì mình sẽ seeking out for the expertise. Cho nên là có những cái nó là curiosity, tức là mình muốn là một cái lĩnh vực mình chưa làm bao giờ cả nhưng mình rất là mình thấy là nó rất là hay và mình có thể làm được, nhưng mà mình một nửa là mình biết, một nửa mình không biết, thì cái phần nửa không biết đấy thì mình sẽ tiếp tục làm nghiên cứu. Cái thứ ba nữa mình cũng muốn nói về cái interdisciplinary thì là nó có một cái rất là lợi là các bạn có thể đi xin funding của được rất nhiều nơi. Vì nếu như mà các bạn làm interdisciplinary thì bạn có thể go to NERC. Mình không làm đến environment thì mình chưa bao giờ mình apply với NERC, nhưng mà chẳng hạn như BBRC, EPRC và MRC là tất cả những cái research council và tất nhiên là Wellcome Trust rồi và Royal Academy Engineering. Và các bạn cũng phải là looking out không những chỉ UK nhưng mà chẳng hạn ở EU funding và ngay cả Việt Nam funding cũng có, và US funding nó cũng có những cái scheme để funding, chẳng hạn như mình tổ chức Worldwide Meeting of Young Academy năm 2019 ở Việt Nam là US Navy là funding, cho nên là mình cũng phải đi ở các cái nước khác nhau và có rất nhiều những cái funding nó cũng rất là nhỏ, chẳng hạn như là những cái vùng, chẳng hạn như là nếu như các bạn ở Midland thì nó có những cái consortium ở những cái funding ở những cái vùng của các bạn, thì chẳng hạn như là Northwest nó cũng có là Northwest Cancer Research Fund, thì như thế thì các bạn có reaching out thì các bạn sẽ có rất là các cái nhiều cơ hội để làm nghiên cứu. Và cái thứ hai nữa là đừng chê cái gì quá nhỏ, chẳng hạn như là những cái funding nó rất là nhỏ nhỏ nhưng mà nó là seed fund, thì cái seed fund đấy nó sẽ tạo điều kiện làm cái đà để cho các bạn collaborate ở cái bigger fund, cho nên mình cũng xin hết ở đây, xin cảm ơn. Đừng chê cái gì quá nhỏ, rất cảm ơn giáo sư Thanh đã chia sẻ, quả thật đúng thật. Hãy bắt đầu từ cái gì nhỏ thực tế. Big is beautiful, và giáo sư Đức nói như thế, nhưng mà đừng quên những cái gì quá nhỏ. Có lẽ là có nhiều câu hỏi cho giáo sư Thanh nhưng mà có lẽ sẽ quay lại sau. Bây giờ phần tiếp theo xin mời được một giáo sư nữa về finance đến từ trường University of Manchester,
Giáo sư Đặng Việt Anh thực ra không xa lạ gì với chúng ta, bởi vì buổi workshop lần trước giáo sư Đặng Việt Anh cũng đã tham gia và cho chúng ta một rất nhiều những chia sẻ rất nhiều các buổi. Có lẽ là về finance là một cái lĩnh vực khá đặc biệt, thì không hiểu chúng ta quan tâm liệu có cái thể hợp tác liên ngành gì không, đặc biệt với engineering và computer science. Thì mời giáo sư Đặng Việt Anh có thể chia sẻ qua, giới thiệu qua chút về mình và có những chia sẻ gì không? Rất là xin cảm ơn Huấn và cũng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia buổi hôm nay. Thì tôi cũng vừa rồi cũng được nghe rất là nhiều các giáo sư và các bạn cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu hay là viết grants hay là làm interdisciplinary research rất là hay và bổ ích. Thì trước hết là xin giới thiệu một chút bản thân mình. Thì tôi làm về về tài chính như là Huấn nói. Thì trong lĩnh vực này cũng làm được khoảng 15-16 năm ở trường Manchester. Thế thì chủ yếu là về lĩnh vực nghiên cứu tập trung về tài chính doanh nghiệp, tức là tập trung xem xét cái hành vi của các lãnh đạo của doanh nghiệp, CEOs, CFOs, hay là các cái quyết định về tài chính hay là đầu tư của doanh nghiệp. Chẳng hạn như là các cái nhân tố ảnh hưởng tới các cái cơ cấu vốn, vốn vay của doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp mà huy động tài chính ấy, thì họ có thể là tiếp cận thị trường về cổ phiếu, hay là họ có thể sử dụng trái phiếu chẳng hạn để huy động tài chính cho hoạt động của mình. Thế thì trước kia thì tôi hay tập trung về những cái nghiên cứu thuần túy về tài chính và kinh tế, nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn, hay là những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định về quản lý dòng tiền của doanh nghiệp, hay là các nhân tố tác động tới các cái quyết định về đầu tư. Đầu tư ở đây thì có thể đầu tư về tài sản cố định, hay là các cái hành vi về thu mua hay sát nhập của doanh nghiệp, hay là về nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo vân vân. Gần đây hơn thì tôi cũng có làm một số những nghiên cứu mà cũng dùng rất là nhiều những cái kỹ thuật của các cái lĩnh vực khác, trong đó có thể nói là có cả về computer science hay là về kinh tế toán tài chính vân vân. Thế thì chủ yếu nghiên cứu chúng tôi làm thì là dựa dùng những cái số liệu, mà số liệu thì có thể là từ những cái cơ sở dữ liệu đã có sẵn chúng tôi download về, hoặc là những cái dữ liệu mà chúng tôi có thể dùng tự là hand collect, hoặc là dùng những kỹ thuật chẳng hạn có thể là scrape những cái cơ sở dữ liệu để mà lấy dữ liệu về để sau đó dùng những cái kỹ thuật trong kinh tế lượng hay là toán tài chính để phân tích. Thế thì một cái mảng mà tôi nghĩ là gần đây chúng tôi hay làm và cũng có thể là tương đối là có nhiều cơ hội để phát triển hơn, tức là cái sự liên kết giữa thị trường tài chính hay là hoạt động của doanh nghiệp với các cái tiêu chí về bền vững, các cái vấn đề về ESG, tức là Environment, Social và Governance. Thì tôi có một cái grant hiện tại đang làm về tập trung xem xét ảnh hưởng của climate change risk với hoạt động của doanh nghiệp. Thì khi chúng ta biết là climate change risk thì nó có hai cái yếu tố, tức là có hai cái loại risk. Một là physical risk, hai là transition risk. Physical risk các bạn biết rồi, tức là nó là những cái rủi ro khi mà có những cái extreme weather events, chẳng hạn chúng ta biết là có natural disasters, có hurricanes, hay là flooding, hay là rising sea levels, vân vân, thì đó là những cái yếu tố có thể ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường tài chính hay là hoạt động của doanh nghiệp. Thì ngoài ngoài những cái rủi ro liên quan tới physical risk, thì có một cái rủi ro nữa là transition risk, tức là những cái rủi ro khi mà các cái quốc gia hay là các cái authorities around the world, khi mà họ đưa ra những cái chính sách để mà làm sao để có thể là transition tới một cái cleaner và gọi là greener environment. Chúng ta biết ở UK hiện tại là có một cái policy framework rất là mạnh là net zero, tức là dự kiến là đến 2030 chẳng hạn, chúng ta sẽ giảm được khoảng 70% CO2 chẳng hạn. Thế thì có trong tương lai chúng ta sẽ expect là có rất nhiều những cái chính sách hay là các cái chủ trương của các cái quốc gia ở khắp thế giới ấy, thì họ đều muốn làm sao có thể giảm cái sự giảm dùng những cái công nghệ cũ, tiến hành áp dụng công nghệ mới hơn, green technologies, green innovation chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái chính sách đó thì nó có ảnh hưởng tới thị trường tài chính như nào hay là hoạt động công ty như nào, thì đó là một cái hướng tôi nghĩ là rất là bổ ích. Nó vừa thiết thực mà thứ hai là cũng có thể áp dụng được không chỉ những cái kỹ thuật hay là những cái nghiên cứu về tài chính, và cũng có thể dùng thêm những cái nghiên cứu về bên, ví dụ từ bên engineering, hay là dùng những kỹ thuật chẳng hạn machine learning chẳng hạn, hay là ví dụ như textual analysis để mà mình phân tích kỹ hơn xem công ty hay là các cái nhà đầu tư họ đánh giá về hoạt động doanh nghiệp thế nào. Thì tôi nghĩ đó là một cái hướng chúng ta có thể là, nếu như anh chị em nào mà trong trong VIS mà có kinh nghiệm
hay là quan tâm chẳng hạn, thì nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn có thể thảo luận, một là viết nghiên cứu cùng nhau, hai là có thể làm những cái grant nhỏ, từ những grant nhỏ chúng ta có thể có những sitcom opportunity chẳng hạn, có thể có những cái xin tài trợ để chúng ta làm những nghiên cứu ban đầu, sau đó chúng ta có thể tập trung có thể viết những cái grant nó lớn hơn, xin không chỉ ESRC hay là một số những cái tổ chức của UK hoặc một số những cái cơ hội khác, global opportunities. Thế thì các bạn, nếu các bạn search internet có thể tìm được email của tôi. Nếu chúng ta có các bạn có thể quan tâm tới cái lĩnh vực tài chính, đặc biệt là về thị trường tài chính hay là hoạt động công ty, thì các bạn gửi email, chúng ta có thể thảo luận thêm. Xin cảm ơn. Rất cảm ơn giáo sư Việt Anh đã nói qua được một số cái cụ thể rồi. Chắc mọi người cũng nhận ra một số cái như đầu tư phân tích rủi ro, rồi là toán tài chính, rồi là green environment and so on. Rất nhiều lĩnh vực mà có thể hợp tác chung. Nhưng mà bởi vì là động đến một số lĩnh vực này, tôi thấy chắc là tôi phải thay đổi một chút về cái dòng. Bởi vì tôi nghĩ có một người có thể liên quan là người trực thuộc của VIS luôn, của ban chấp hành, là phó giáo sư Vinh Đoàn. Vinh Đoàn chắc là làm rất nhiều về toán tài chính và cũng là liên quan đến toán về business finance. Vinh Đoàn có thể tự giới thiệu mình và có thể là relate to những cái gì mà giáo sư Việt Anh vừa nói không? Cơ hội hợp tác liên ngành ra sao? Cảm ơn anh Hữu. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vinh Đoàn, Đoàn Xuân Vinh, và mình đang làm việc ở trường Đại học Warwick. Chuyên ngành của mình thì thực ra không phải là business, mình đang làm việc ở business school, nhưng mà chuyên ngành của mình về vận trù học. Thì thực ra vận trù học nó cũng là interdisciplinary, nó một cách khác là vận trù học thì là the ideas là make decision, how to make a better decision. Thì nói chung là về lĩnh vực nghiên cứu của mình á, thì là cũng liên quan về toán, là một là thường cần phải có các optimization models, là có nghĩa là về phần tối ưu hóa. Một phần nữa thì là mình cũng rất là liên quan, bởi vì khi mà làm về tối ưu hóa, các model của về tối ưu hóa thì cần phải về data, về dữ liệu. Thì dữ liệu, bên cạnh các dữ liệu á, thì là cần phải về machine learning. Thì tất cả mọi thứ của operation research thì nó rất là interdisciplinary. Giả sử giống như anh Việt Anh mới nói về finance, thì trong finance chắc chắn là có rất là nhiều optimization model về risk, về portfolio optimization, làm sao cho tạo ra các financial optimal. Thì rất là nhiều lĩnh vực liên quan đến optimization. Thì em cũng chỉ nói được chừng đó, nhưng mà có nghĩa là nhìn em theo dõi tất cả các buổi nói chuyện, các presentation của mọi người khác, thì cũng thấy rất là nhiều hướng phát triển. Giả sử giống như Long ở Warwick, thì bọn em cũng đang có muốn có cơ hội để trao đổi trực tiếp với nhau về Long, bởi vì những cái Long làm thì là em cũng có nghĩa là cũng có interest ở trong đó, và cũng có đưa ra những cách để làm sao là tối ưu hóa, có nghĩa là decision making, at the end là phải decision making, thì là đó là lĩnh vực chuyên môn của em. Trong manufacturing cũng có, giống như anh cũng nói về maritime operational research, thì là em cũng thuộc chuyên ngành cùng với anh Trung, chẳng hạn như thế. Anh Thanh. Rất cảm ơn Vinh. Có lẽ là cái phần mà gọi là màn chào hỏi, có một giáo sư nữa đến từ gọi là ngành báo chí, giáo sư Nguyễn Đức An đã giới thiệu qua phần đầu rồi. Có lẽ một lát nữa thôi mình sẽ quay lại giáo sư Đức An, và cái cũng rất là exciting là làm sao mà lĩnh vực báo chí thì liệu có thể hợp tác liên ngành ra sao. Có lẽ đấy là câu hỏi đầu tiên của tôi, chẳng hạn như cho giáo sư Nguyễn Đức An, có thể ngắn gọn để giáo sư có thể chia sẻ được là liệu làm sao mình có thể hợp tác liên ngành với ngành báo chí. Có bao giờ, liệu có bao giờ dùng đến công nghệ số hoặc là công nghệ gì để phục vụ cho nghiên cứu không? Và trong khi chờ đợi giáo sư trả lời, mời các bạn bắt đầu có thể đặt câu hỏi cho các panelists, các speaker để tiếp. Bây giờ tôi trả lời hay sao? Dạ, mời anh em. Chức danh của tôi là giáo sư báo chí, nhưng thực tế bản thân tôi là một cái nhà xã hội học về truyền thông. Về truyền thông, và thực ra trong nghiên cứu từ xưa tới nay nó vẫn là interdisciplinary. Từ ngày xưa ngay bây giờ tôi vẫn đang làm một cái dự án với AHRC,
khoảng 500 ngàn để mà ứng dụng cái positive psychology chẳng hạn, tức là tâm lý học và tích cực vào trong cái sản phẩm báo chí đó chẳng hạn như vậy. Thì thực ra đó là một trong những cái bản mà tôi làm, nhưng cái bản chính hiện tại là cái bản truyền thông về khoa học và dữ liệu. Cho nên nãy giờ tôi nghe các anh chị nói, thực ra tôi đã có ý đến, thực ra tôi đã mời một người trong trong đến nói chuyện với ở bộ một rồi. Thì thực ra tôi vừa rồi tôi sắp cái các cái nghiên cứu của tôi thì nó trải rộng lắm, nó nghiên cứu về các cái vấn đề về khoa học nó đi vào công chúng như thế nào, các cái vấn đề về dữ liệu, ví dụ như COVID-19 chẳng hạn. Anh Jonathan Văn Tâm, ảnh là một trong những cái người mà ảnh nổi lên nhờ phần là ảnh rất clever trong cái chuyện là truyền thông, cái đó là đưa các cái vấn đề về COVID, dữ liệu COVID nó vào trong với công chúng một cách rất là nhẹ nhàng bằng cách sử dụng các cái metaphor hay đại loại. Thì vừa rồi tôi có, thì các anh chị sau này khi các chị làm và research grant đó, bao giờ các research council bây giờ người ta cũng đòi có một cái phần nó gọi là public engagement chẳng hạn, tức là phải đưa nó vào, tức là engagement với industry như thế nào, với công chúng như thế nào đại loại vậy, hay là phải được examine đây nó như thế nào, chứ không phải là chỉ là nghiên cứu nó chỉ trong một cái góc độ của tỷ góc độ khoa học không, mà phải đưa nó vào tới công chúng hay là tới những người dùng như thế nào, cái end user như thế nào. Thì tôi vừa rồi tôi sắp xếp đó, mấy năm vừa rồi tôi có thiết lập một cái trung tâm nghiên cứu ở đại học Bournemouth, nó gọi là cái trung tâm nghiên cứu gọi là cái Center for Science and Health and Data Communication Research. Thì cái trung tâm nghiên cứu này hiện tại tôi có khoảng chừng 60 người, kể cả từ các cái ngành, từ truyền thông là một, từ báo chí, từ psychology, từ health science, từ computer science, rất là nhiều cái ngành khác nhau, và tôi tập trung lại để làm những cái vấn đề nghiên cứu trong phần các cái vấn đề khoa học, dữ liệu và sức khỏe đến với công chúng, đến với người dùng, đến với bệnh nhân hay đại loại. Thì đó là một trong cái bản mà sau này các anh chị có muốn liên lạc với, làm nghiên cứu có thể mà liên lạc với hợp tác thì chúng tôi sẽ cố gắng sẽ tham gia được với các anh chị, nhất là các cái mảng mà ví dụ như về các cái biến, về các cái tranh cãi của học, ví dụ nanotechnology của chị Thanh chẳng hạn, hay là AI của các anh chị vừa làm, hay là COVID-19 chẳng hạn, cũng là một cái tranh cãi của học, GMO, hay là thậm chí cả cái telecommunication, những cái 5G chẳng hạn, như của anh Huấn làm chẳng hạn. Thực ra những cái đó nó đi vào công chúng bây giờ. Bây giờ mình nói nanotechnology hay là nói AI, bây giờ bao nhiêu người ta vẫn lo, người ta vẫn sợ chẳng hạn. Bây giờ làm sao mà để đưa những cái vấn đề đó vào công chúng để mà giải quyết được tức là mình làm trong khoa học, mình làm trong phòng lab là một chuyện, còn đưa nó là đưa cái khoa học vào trong xã hội đó là một chuyện khác, nó là một đường rất là dài. Thì đó là những cái bản mà chúng tôi sẽ nghiên cứu, và sau này rất là mong là các anh chị nếu mà làm những cái đó thì có thể liên lạc với bên chỗ tôi. Nếu tôi không làm trực tiếp được thì có thể trong trung tâm phải có những cái người, từ nay tôi có khoảng 60 người làm trong cái mảng này, thì đó là những cái chính. Rất cảm ơn giáo sư An những chia sẻ đấy. Các bạn đã cũng nhận thấy là rõ ràng giáo sư An cũng làm rất nhiều. Tôi thấy một cái từ mà đề cập khá nhiều là psychology, không hiểu là trong viết có nhiều người làm psychology không, nhưng mà rõ ràng đấy là một lĩnh vực mà có lẽ là có thể làm việc được với nhiều ngành khác nữa. Có lẽ trên chat thì không biết là các bạn có câu hỏi gì không cho các panelists và cho các speaker của chúng ta. Để mấy anh thì tôi bắt đầu một câu hỏi này để coi như là initiate discussion, trong khi các bạn cứ nghĩ các câu hỏi của mình đi và để hỏi các speaker của chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là khi mà chẳng hạn như là xin grant chẳng hạn, mà làm về các lĩnh vực kết nối các ngành, các lĩnh vực khác nhau, thì một câu hỏi đặt ra nhiều khi làm việc với bên environment hoặc là bên làm health hoặc là ấy, thì cái vấn đề là chọn cái council nào để submit grant chẳng hạn. Thì câu hỏi này có lẽ tôi đặt cho những người đã từng nộp nhiều như giáo sư Đức chẳng hạn. Nếu mình cứ luôn luôn phải EPSRC hay là MRC chẳng hạn, có những đề tài mà liên quan đến lại hai lĩnh vực khác nhau mà cứ 50-50 như thế, thì mình là người PI thì mình chắc mình phải luôn luôn chọn bên EPSRC thì cơ hội sẽ tốt hơn, hay là đôi khi nhảy hẳn sang bên MRC để nộp thì sao? Đấy là một chỉ ví dụ thôi. Thì
không hiểu là sao giáo sư Đức, bắt đầu từ giáo sư Đức đi, giáo sư có ý kiến gì không, có chia sẻ gì không cho những câu hỏi như thế. Again, Professor Huấn, I hope you don't mind if I speak in English. Yes, that's right. So far, the only experience I've had with this was with an ESRC grant, and the PI was from psychology. So I was a co-I only. I think it is better that you stay in your discipline when you want to apply for a grant as a PI. If you want to move to another discipline, I think it's best to collaborate with someone who is well known in that area. So what I mean, we are collaborating with someone from different discipline. Yeah. But what I mean that as a PI, we still should go for our area, ETSRC, for example, or should we move to their side? Because they said that we better submit to maybe ESRC or MRC, for example, because the chance is higher or so on. And that may be just my, yes, but you are right. Sometimes we better stick to what we know and the council. And yeah, I would like to say that there is a very important part of assessment is the track record. So I think I concur with Professor Duc, because your track record, it is really, really important. So they want to know that, do you really know what you are doing? And if you are collaborating. So if something is, I think to choose the research council is a lot easier now than 20 years ago, because they win, if you had to read the code very, very carefully, because it's been the only way, I would say at least would be 51-49, but most of the time would be 60-40 or 70-30. So that means your area will be only fitting in into one scheme. So they don't, the research funder, and that's a whole thing now of the landscape. We have a UKRI. So all the research council now merging. So then they not going to make a call that EPSRC can also receive call and MRC also receive call, this overlap. So they're managing that already very well. And the call are very, very specific. So I think important to read the call and see that whether you got expertise and check record to go with that. And again, if you are less of the competent, then less other people to be a PI and you are the co-I. And I think that the way we go with that. Thank you, Dr. Sutang. We got someone here also raise the hands, and let me check who is this. And Long, xin mời Long. Có thể chia sẻ. Yes, just one more thing. So yeah, track record is very important, but also the language, the wording, right? So how you're familiar with the language and the wordings, it does also matter, because you can be trained to write for EPSRC, but if you try to sell it to NERC, which happened with me once, I think it's a funny story I can share with you. Like usually in UK, when you give scores for proposals, like usually 4 is very bad, like 4, maybe 3 is, you know, worse ever. I got 1, 1, 1, 2, 1 for my EPSRC based proposal submitted to NERC. So I can tell you that this is my own experience, that the language is also very important. So, and this is something very, very, you know, resonating with what Professor Duc and Tang just said, that once you're trained to in your own your council, maybe better to stick with it. And if you really want to do interdisciplinary and you want to submit to other councils, maybe let the other people be the PI there, and you stay as a co-I. So that's my experience. Yep. Thank you, Long. Okay. Can I just add to that? I mean, at the moment, the UKRI, they already merged on the research council. And, you know, when you apply for a grant, usually you need to pick up a lead, right? They also have a cross council where they ensure that, you know, all, you know, disciplines chosen for the grant will be, you know, the reviewers will distribute it along the your chosen councils. So I think, I mean, it's important to look at the look at the call, the specific call, but for the interdisciplinary
interdisciplinary core, you know, they do have a mechanism to make sure that, you know, everybody, every interest, every aspect of the proposal will be considered by the relevant people from the old councils. Right, thank you, Hassan. Không biết là còn những câu hỏi nào không? Sơn, xin mời Sơn. Yeah, cảm ơn anh Huấn. Em xin lỗi là em vừa phải left và join lại vì em attended another meeting. Em chỉ có một ý là nếu như mà xin fund mà đặc biệt tới các dự án mà liên quan đến nhiều lĩnh vực, cái dở của cái này là mình có nhiều co-I, tất nhiên là một PI và nhiều co-I, và như thế là cái tiền về mỗi co-I thì rất chi là khó. Tất nhiên là khi mà mỗi trường đều có phải costing hết. Và khi mà nếu như budget mà nhỏ quá thì thường là khoa học trường sẽ không hỗ trợ. Thì một là phải những người đấy phải làm partners, chứ partner chỉ có in-kind contribution hay là whatever về. Như giả dụ như của khoa em thì thường là những cái dự án mà nếu như mà funding mà nhỏ quá thì lúc đấy là cái overhead mà không đủ, thì thường là ngoại trừ là những người mà còn trẻ hoặc là những cái dự án mà lúc đấy là khoa đang muốn đầu tư nhiều trong tương lai chẳng hạn, thì mới được nhiều hỗ trợ từ khoa. Chứ còn em thấy là cái điểm yếu của những cái mà dự án interdisciplinary project chẳng hạn, ngoại trừ là giả dụ như hub center khi mà giả dụ 10 million pounds thì nó dễ dàng hơn. Chứ còn nếu không mà involve nhiều co-I, nhiều trường là thường là sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà request budget. Đặc biệt là cuối cùng là phải có một người để làm, giả dụ như có postdoc hay là PhD students. Mà nếu không có những người đấy thực sự họ làm thì rất chi là em không nghĩ là câu ai hoặc PI có thể làm trực tiếp những công việc mà mình rất cảm ơn Sơn. Thực ra chia sẻ của Sơn rất là đúng, bởi vì bây giờ làm funding proposal hơi một tí cái overhead cả 100%, nhiều khi còn hơn cao nữa. Mình làm dự án mà chỉ có mỗi một postdoc mới lại ấy thôi mà đã lên đến gần cả triệu các thứ rồi, đúng là cost càng ngày càng đắt đỏ. Các trường đại học cứ overhead cứ tăng ầm ầm theo tỷ lệ giống như Sơn nói. Còn có lẽ là còn nhiều ý kiến muốn của từ đến xin mời giáo sư Hồng. Giáo sư Hồng muốn thêm gì à? Mình chỉ muốn nói như này này, là cái vấn đề câu RVPI thì thực ra nhiều khi là các chị ở bên ngành science, các chị là cái funding grant nó rất là lớn, nhưng mà phần nhiều là cho postdoc và cho thiết bị. Tuy nhiên nếu như các chị get involved những người gọi là social science thì cái số tiền nó cũng không có quá nhiều đâu, mà thực ra nó add on cái values của cái project của mình là multi hay là interdisciplinary. Thì cái đấy nhiều khi là với early career researchers hay là với social sciences thì các anh các chị có thể có được những cái expertise đó với cái chi phí khá là nhỏ. Ví dụ như này, ví dụ như là không biết Trung còn đây không, là mình đã tham dự cái proposal với Trung và với bên business, thì cái tiền mà để trả cho những expertise experts ở bên social science nó rất nhỏ. Đấy là cái mà các anh chị có được lợi thế, là trông có vẻ thế thôi, nhưng mà khi mà cái budget mà các anh chị làm với những người bên social science thì nó không có nhiều như ở bên science của các anh chị. Vâng, rất cảm ơn giáo sư Hồng đã chia sẻ. Có lẽ là sâu thêm một chút muốn hỏi là như này, chắc mọi người có lẽ cái này hơi sâu hơn về bên engineering và computer science, là có những khi mà viết dự án mà nhiều partners lớn thì funding rất là cao, nhưng mà như EPSRC chẳng hạn chỉ cho 6 trang để viết thôi, là phải trình bày đầy đủ các thứ lĩnh vực nào kia. Rồi sau đấy chắc là các bạn một số người cũng gặp tình huống là gì nào khi gặp preview quay lại là tại sao cái này chẳng rõ ràng gì cả, trình bày phần này đây, bởi vì cái không gian, cái space limit chỉ có mỗi 6 trang thôi. Không biết là Sơn rồi là giáo sư Đức, mọi người chắc là đã từng viết EPSRC cũng không hiểu, đôi khi mình gặp phải những khó khăn như thế thì có kinh nghiệm gì mọi người chia sẻ được cho những người mà đang chuẩn bị viết những cái hoặc là đã viết rồi mà muốn viết tiếp những dự án giống như là EPSRC, và chắc nhiều council khác cũng yêu cầu như vậy, có 2 trang về track record, 6 trang về proposal, trong đấy gồm bao nhiêu cả thứ mình phải trình bày trong đấy. Thì cái strategy nào là tốt nhất? Có lẽ lại bắt đầu lại từ giáo sư Đức nhỉ? Giáo sư có chia sẻ được gì cho những cái khi người mà chuẩn bị viết funding proposal như vậy? If it is a large proposal, then you are normally given more space. You know, you can have 8 pages
sometimes even more. So if it is a very, very large proposal, like a hub proposal, then you have more space. But I understand what you mean. For normal proposals, you have only 6 pages and you have to use them very wisely. Wisely. Yeah, recently I submitted a proposal and there was a the Gantt chart, the Gantt chart at the end. And I used small font and it was rejected. I had to change the font. So the council checks very carefully. You need to be careful with the font you use even. You need to put the image into that so they cannot detect your font style. And I know that the references, you cannot do one line by one line. Maybe you copy as a paragraph. But no, actually I contradict one thing. You know, the manufacturing mix matter. I did submit a proposal to that. And it's quite big grant. I asked for 4 million. I am the PI and surrounded by 11 other professors. So I was confident this is strong team and with a couple of other university, but it was unsuccessful, even though I think that is quite strong. Maybe I knew you earlier. I would invite you to join us, would be stronger. But what I mean that, okay, I can share with you one feedback from the reviewers. They said that, okay, we don't understand EPSRC, normally they need fundamental research part. You still need to make sure that in that cone, funding cone, they ask for 50% fundamental research. 50% is try to address what they call that the co-created problems from industry. So the 50% fundamental research, you need to provide a lot of the other new theory, fundamental things. And then we don't have space to provide a lot of the references and so on. And then they attack that heavily. So I come back, it's only 6 pages, even that funding goal. I am asking for 4 million pounds and leading quite a big consortium, but then still 6 pages, including the grant references and so on. And I find it quite tough. And that's one comment. Another comment from them that, okay, they attack me personally as well in a way like this. They said that, oh, you still not at the kind of not at the level to lead 4 or 5 million pounds research project yet. Between the line, reading between the line, they are saying that, okay. So, okay, wow, that is difficult to take, but then you see, you know, a lot of things that still can happen. They didn't attack the technical side very much. They didn't attack that, oh, okay, I can get like almost 1 million pounds from industry to support in that project. All the strong things they don't have, but they attack the other thing. So, Professor, did maybe any other one got experience can share? Yes. With so let me. There is 3 things I want to say. So the previous comment to say that the size of the grant, so you get funded not because you're asking less, you're asking for the right amount of money for what you deliver. So even you asking less and somebody asking more, the people asking more can get money and you're getting less, you don't get money. So it's the quality of the application. So don't ever think, worry about the size of the money. EPSRC never think about the size of the funding. Unless the refunding, they say that this is maximum 2 million, then yes, you stick to the size, but then you stick to the science, not stick to the amount of money. So that is a wrong myth. Number 2, you are talking about you personally. I think we really need to hit the humble pies because learn from whatever they're giving it to you. One thing is that you can be a greatest scientist in UK or the world, but the way you communicate, you didn't show it. So you need to learn to show that what, how great you are. So you have really, sorry, I'm saying quite frankly that we all need to eat the humble pies that somehow we didn't address. Somehow within that 6-page limit, somebody get funded. Why? Because they got a way to communicate to the panel that they are great. So something that need to be, we need to really helping each other of how we got very short time. Number 3, you're talking about the space. So my experience was that I applied for EU when I start writing my fellowship. They gave me 10 pages. Great.
I got that 10 pages and I went apply for Ron Society. I got 2 pages of all the design I'm doing. And it's a great exercise that you need with that 2 page. You have to convey every single thing and every word, every sentence, every paragraph have to be extremely concise to convey the message. And I got the Ron Society Fellowship funding for 8 years. And obviously that launching my career. And I didn't get funding from EU because I got that 10 page, but I don't know why I did not get funding for EU. But anyway, so I think the thing is that we are on the even playing field. Everybody give exactly the same page, 6 pages. You cannot really say I got asked for a million, you're asking for more. Because I think the other grant we got also about maybe nearly 4 million. So you really, really need to really find the way to really convey the message within that space. So I don't think that we're going to go to Research Council to ask for more space, but really us really trying the way we train ourselves to convey. So I think one of the things that I would say that if this can do this, that means we set up the very good friendly network that other people can read the grant and helping you to give comment. Because I think that is really helpful, because they even say that, okay, this is, you say too much and it doesn't really convey the message, shorten it down. And everybody, even like, you know, I can send it to Guiyang, and Guiyang definitely can give an idea for my grant. But I think maybe we should really help each other in terms of informal reviewing grant. And also with something as big as that, you need to have a lot of brow of review. And to be honest, that I'm not advise anybody. I only share my experience, because each of us have a unique pathway. I don't apply a lot of grant. Honestly, I don't. I don't spend my time to apply the grant. So when I got the fellowship, that's it. For 8 years, I'm just settled doing my research, published. And then when I work for 2 other EPRC co, at the same time, we got funding 1 million, another 3.5 million. But for that, we worked for 2 years. We work for 2 years, answer the question, we write a grant, and we cook. And we only go for 1 million, but immediately at the same time, there was about a big manufacturing call. And we also apply, and both of the time come into the panel at the same time, and we both got funded. But having said that, I think that the one thing that I'm not advising anybody, I'm just saying my strategy, that I'm very slow and I take time to do things, and it's fine with me. So it's you, how you work. Okay. Thank you, Professor Tang. That's very interesting to see that. Okay. Chung's strategy that he submit a lot, like he said, he submit 86 proposals within how many years? He done a lot. He failed 64 proposals, but he got 22 proposals granted. But Zhao Su Tang is very different. I take time. I don't have to rush. I only submit when I feel like it's the right time to submit. I don't rush. Well, they both very successful. So you see that there is no one right or wrong formula. It's just find the way that is correct for you. But I want to invite someone else to say, Le Quang Lok, who are yeah. you and what's the question you have? Dạ em tên là Lê Quang Lộc, em mới bắt đầu start ở UCL, làm lecturer ở UCL ở Department Computer Science. Rồi em giới thiệu một chút, tại vì em cũng đang làm ở Facebook, scientist ở Facebook. Thì em có câu hỏi là tại em mới bắt đầu, thật ra hồi trước em cũng có làm 3 năm ở dưới TSI là senior lecturer, sau đó em lên trên bên UCL. Em làm ở Facebook rồi em bắt đầu vô UCL. Thì em hỏi là nếu như em apply grant, ở đây rất là nhiều người có kinh nghiệm, em học được rất là nhiều thứ. Nhưng em hỏi là khi mà em apply grant đó, thì thường như ví dụ như là EPRC thì có cần có company partner. Thì cái này nó có quan trọng lắm không? Hay là nghĩa là nó có ảnh hưởng rất là nhiều không? Ví dụ là có hoặc không có. Hay là có công, mình có partner giữa công ty. Giả sử như là em làm Facebook thì công ty như Facebook nó sẵn sàng nó pay, giả sử bây giờ nó đang pay cho em để em đang làm như thế. Thì giả sử như nó pay trong cái grant là nó kêu nó matching như là government cho bao nhiêu thì nó cho bao nhiêu. So với những công ty nhỏ, ví dụ công ty một công ty bình thường startup nào nhỏ nhỏ thôi thì
cái partner đó nó có ảnh hưởng nhiều hay không, hay là cái số tiền của công ty nó trả cho cái grant nó có ảnh hưởng tới cái tóm lại là EPSRC hoặc là Council Grant có cần support của các công ty không? Cái này chắc câu hỏi thì rõ ràng rồi, nhưng mà cũng cần các panel speaker nào có thể trả lời. Dương Quang Trung còn ở đây không nhỉ? Theo mình thì mình nghĩ là như thế thì bạn cực kỳ advantages, tức là cái việc mà bạn có partner thì coi như là rất là golden opportunity cho bạn luôn, tại vì EPSRC will see the added value. Và hai nữa rằng là người ta chi cho một đồng nhưng mà kết quả bạn sẽ làm ra được là tương đương với hai đồng, cho nên là nếu như bạn mà có letter được support thì cái đấy là rất là great, vì rất rất nhiều người are seeking for support mà người ta chỉ có letter hoặc có in-kind for support, cho nên nếu như bạn có được như thế thì luôn luôn mang vào và luôn luôn có partner với industry thì chắc chắn là sẽ rất là tốt. Dạ em cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Cho mình thêm một ý nữa là trong trường hợp mà như thế thì bạn cũng để ý là nếu như bạn có match funding là perfect. Nhưng đôi khi trong social science của mình ấy, thì cái công ty, cái company của bạn ấy có thể là Meta, Facebook ấy, có thể nó sẽ có bad reputation tại thời điểm này chẳng hạn. Trong trường hợp nó sensitive thì bạn nên có một cái đối tác nữa là ngoài Facebook, có thể họ sẽ willing to join bạn nhưng mà support bạn để thấy rằng là gì? Là thấy rằng là nó có cái giá trị về cộng đồng. Thì mình nghĩ là như thế, bạn có cái match funding về tiền bạc nhưng bạn có cái partners, và cái partner đấy bạn nói rằng là cái project của bạn tạo ra cái giá trị nào đó cho cộng đồng. Tại vì hiện tại bây giờ bạn đang làm trong một trong những cái công ty mà gọi là đang gây tranh cãi nhất. Đúng không? Đấy, yeah. Thế thì mình lưu ý bạn là để mà đảm bảo cái phần thắng của mình ấy thì nên có một cái phần về community. Dạ dạ, em cảm ơn ạ. Cash cash is king. Always, nếu mà các công ty mà cho được bằng cash luôn thì tuyệt vời. Yeah. Nhưng mà không được cash thì ít nhất là in-kind contribution cũng là tốt. In-kind contribution này lại quay trở lại chuyện mà dạng viết letter of support như nào, thì có lẽ đấy là một cái chủ đề mà có thể nhiều người chia sẻ. Chắc Trung sẽ có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà giáo sư Đức chẳng hạn chắc đã thông qua nhiều cái đấy. Khi chẳng hạn như là support từ các công ty và cái letter of support của họ ra sao thì giáo sư Đức có thể chia sẻ nhanh cho mọi người biết được lên như nào không nhỉ? You know, the colleagues have mentioned correctly, you know, cash is very important. So if a company provides cash, it means that the company is really interested in the project, and therefore they will have more chances of using the results from the project. That's why I think it is very, very important if a company can provide cash. Thank you. Mời chắc có lẽ là mời Vinh có ý kiến gì ạ? Em chỉ nói hồi nãy chuyện về mà six pages về grant, thì em chỉ có thêm một ý kiến nữa là writing thì là giống như learning writing, thì có một cách nữa là ngoài chuyện mình xem xét grant cho nhau thì có một cách nữa, có nghĩa là EPSRC ít nhất là có the review college, EPSRC review college. Thì em nên khuyên tất cả mọi người, nếu mà muốn, nhất là những người mà mới bắt đầu á, thì nên đăng ký vào làm về EPSRC review college, là member của cái đó. Thì là mình sẽ có cách để đọc được những cái grant khác nhau, và mình cũng có thể đưa ra ý kiến của mình, thì lúc đó mình sẽ học được rất là nhiều điều, vì sao mà cái grant này nó được, vì sao cái grant kia nó không được, và cũng biết được là cái objective, cái requirement của tất cả các grant mà mình review ấy. Thì em nghĩ tỏ ra rất là tốt. Rất là hay Vinh, cái này hay đấy, cái này bạn thậm chí anh cũng chưa biết. Tất cả mọi người chia sẻ. Có lẽ Trung quay trở lại rồi, Trung còn ở đây, mọi người có hỏi một ý là như nào? Tóm lại là có hai câu hỏi, không biết là Trung có thể chia sẻ không, là một là vấn đề hợp tác với cái industrial partners quan trọng như nào cho những cái dự án mà có council và funding council proposal. Cái thứ hai nữa là những cái funding mà cái volume của những project nó rất là lớn mà yêu cầu viết cũng trong vòng 6 trang, thì cái kinh nghiệm thông thường là mình hay như cái chăn mình kéo đầu lọ thì hở đầu kia. Cái kỹ năng viết cũng tương đối quan trọng, khá khó, thì có thể Chung chia sẻ những kinh nghiệm nào về những phần đấy được không? Xin lỗi mọi người là nãy đi đón cùng nhà có ba đứa, ba giờ khác nhau nên hai vợ chồng thì chia nhau đi đón thôi. Thì cái đầu tiên là cái industry. Thì cái industry mà mình trước giờ đó là mình được ba cái industry cho tiền thực sự. Một cái industry cho tiền nhiều nhất là cái research giải của mình đó, cho hơn 200 ngàn.
thì cái này là nói chung cũng may mắn. Thứ nhất là thực ra khi mình chứng những cái dự án, hai dự án trước mà bạn giá trị cho tiền thực sự là họ liên lạc với mình luôn, họ nói là có cái topic đó rất phù hợp với hướng mình thì họ có thích làm không thì họ cho tiền làm, cho tiền làm đương nhiên mình làm cho họ và cái, những cái IP này kia họ nắm hết, tức là chịu xin ra cái máy tình này kia thì công ty họ sẽ nắm, mặc dù mình là làm mình có tay nhưng mà chắc chắn là trường sẽ không được hưởng, thì phải ký contract đó, dĩ nhiên trường nó cũng sẽ có những cái contract agreement này kia nó phức tạp, thì đó là cái việc của trường. Cái thứ hai là cái dự án của mình làm research chair thì cái nó còn phức tạp hơn nữa, tại vì cái IP mình nắm cả hai đầu là giữa trường với công ty, thì tiền là của research academy engineering và công ty nó cho chung, thì cái đó phức tạp lắm. Cái industry, cái research chair của mình mà cái contract mà phải mất gần 6 tháng để đi với nhau thì mọi người biết là nó phức tạp thế nào. Nhưng còn trong cái proposal mà khi các anh chị nộp trong PBRC, cái industry số 1 cực kỳ quan trọng, đặc biệt là phải nói rõ số tiền nó cho bao nhiêu luôn. Ví dụ như nó số 1 mình là 2 tháng lương của export thì ghi ra 2 tháng lương 40.000 đến 50.000, ghi rõ con số và trong cái letter nhờ nó là cái này là in-kind support. Thường công ty rất là ngại khi nó đi những con số đó thì mình cứ đi thầm thêm một dưới, một dòng ở dưới trong cái letter nó là những cái này nó không phải là legal binding. Nên là cái kiểu như là nó nói kiểu như là ý là tao nói là tao đồng ý cho cái này, tiền này, nhưng mà không phải là bắt buộc tao là tao phải cho cái tiền, thì công ty sẽ hàng ký thôi. Nó đã đồng ý support letter thì nó sẽ ký cái đó. Cho nên bây giờ thì mình cứ nếu mà công ty nó đã support rồi thì phải thầm thêm cái con số vào, và bút khi viết proposal cũng có phần đó là phải nói rõ là cái dự án của mình nghĩ rõ luôn là nó là research collaboration với công ty ABC gì đấy và được công ty support tiền như thế nào thế nào, rõ luôn để cho panel ta thấy. Nhiều khi trong cái panel của EBRC mình mới ngồi hai ba cái panel rồi, nhiều lúc những cái điểm nhỏ nhỏ như vậy nó nổi bật lên panel như thế thấy cái cãi nhau cuối cùng là cái dự án này được công ty hỗ trợ thì nó là được xếp cao rank hơn cái proposal khác đó, hay cũng có cái điểm, nói chung là cần những cái điểm nhỏ nhặt thì mình cần clear cần tốt, nói chung là như thế. Rồi anh Huấn hoặc cái câu gì nữa em quốc nhỉ, còn câu nữa 6 trang viết mà volume của work rất là lớn, 5-7 cái work packages, kéo đầu chăn nọ thì hở đầu chăn kia, chung kéo kiểu gì. Thực ra em tham gia một cái dự án về multidisciplinary research lớn nhất trước giờ là dự án năm ngoái nộp 1,6 triệu của SERC. Cũng quay lại cái câu hỏi nãy mà em không có tham gia là có một người discuss là ví dụ cái topic của mình là bên ABRC thì khi mình làm bên environment mình có nộp bên NRC mình có làm PI được không á. Thực ra cái này nó không phải là một cái gì đó quá serious. Dĩ nhiên nếu mà mình là người bên ABRC thì mình nộp ABRC nó clear hơn. Nhưng mà không có quyền, không có ai stop mình ABRC, mình nộp NRC hay ORC cả. Ví dụ như cái project mà bọn em được làm cái đây năm á, mà bên của Social Science họ support 1,6 triệu, mà cái người VI là bên Medical Research Council, Medical Research của trường. Cái chị đó là chị bên Medicine. Thật ra không quan trọng lắm, miễn là mình biết cái format, biết cái form, biết cái language của cái society đó mình làm thôi. Đó, thì cũng không phải là bắt buộc mình là phải, mình có cái ID mình làm mà mình lại, khi mình nộp qua cái society khác thì mình bắt người khác làm VI, mình không được VI. Nhưng mà thật ra nó cũng có nhiều cách. Nếu mà mình cảm thấy mình không chắc lắm á, thì cứ đưa người đó làm PI thôi, trong cái internal process thì mình vẫn là PI trong trường. Trường nó vẫn recognize contribution của mình. Thật ra chuyện đó là bình thường, nhưng mà miễn làm sao là cái project mình accepted thôi. Đấy. Rồi còn cái chuyện mà 6 trang đó thì thật ra là cái hay nhất mà nên làm là vẽ hình. Ví dụ như mình bọn em tham gia ngày tuần sau là nộp hai cái EU project, một cái 7 triệu, một cái 5 triệu. Mà cái ông coordinator, tự nhiên là UK không coordinator được. Ông nói là tất cả các cuộc bất kỳ leader phải vẽ ra một cái hình. Vẽ hình ra, cái dự án proposal, cái phần chính của nó khoảng cả 8 trang thôi. Nhưng mà giấy tờ này kia, viết ở đó viết là hơn 120 trang. Thường một cái review panel member nó đọc 8 proposal cùng một lúc, thì hầu như nó không bao giờ đọc hết cả cái proposal đâu. Nó nhìn vào cái abstract, cái research methodology, và đa phần là nhìn những cái hình vẽ của mình, nó diễn tả được những cái cuộc bất kỳ của mình nó đi như thế nào. Thì nó sẽ chú ý những cái đó, chứ còn không có ai nó ngồi nó đọc hết cả 120 trang proposal đâu. Cho nên cố gắng đưa vào những cái hình. Mà thường mình đúng công nhận cái mình tham gia cái year project, mình thấy là nó có cả một công ty. Sau khi mình biết bắt được 12 cái partner member của cái proposal drive không, ví dụ như mình là bất kịch về cái ICT trong cái dự án mà làm management cho cái Arctic á, mình viết proposal xong là có công ty tới nó ngồi nó viết, nó vẽ hình cho mình, nó ngồi discuss mình nên vẽ cái khu này như thế nào, lấy cái hình này ra là sao. Đấy, nó làm, nói chung nó giúp mình để vẽ thực sự, nó nói là
thì công ty là chuyên về giúp những cái EG proposal. À, nó chuyên về làm đó luôn, nó có kinh nghiệm là hàng chục cái proposal accepted rồi. Nó là mặt vẽ hình như thế nào nè, nó còn sửa cái hình này thế kia, nó biểu vậy. Và nên tận dụng cái hình vẽ thay vì language. Đó, nếu khi không có ai đọc, không có ai nhớ hết mà biết cái gì đó đâu, quan trọng là làm sao chuyển tải được cái technical của mình từ những cái diagram như vậy. Nó nhiều người lo viết chữ là chỉnh cao, tính tả ngữ pháp cuối cùng cũng không ăn thua. Đấy. Rất cảm ơn Trung, đúng là những chia sẻ đấy. Có lẽ là có. Mọi người... anh An cho xin lỗi mọi người nhé. Bây giờ trong cái chat mà mọi người có thể để lại những cái trang web hoặc là những cái email của mình để tiện ai muốn liên lạc với ai thì có những cái record ở đấy. Có lẽ là rất nhiều thứ mà mình có thể nói đây. Có lẽ là mọi người có đồng ý mình ở lại thêm một chút nhỉ? Cố gắng ai đã đón con rồi thì đón con rồi, ai chưa ăn trưa thì có thêm một tí nữa. Mình có thể nhiều câu hỏi mình muốn bàn thêm được ở đây để muốn hỏi thêm mọi người. Chắc là mời anh An, anh có cái kinh nghiệm của tôi đi. Ví dụ như đợt vừa rồi tôi làm một cái dự án với lại khoảng chừng 50 cái tờ báo của anh nhé hả, thì nó thuộc vào hai công ty, thì thực ra cái đầu mối của chúng ta là hai cái công ty báo đó, thì thường thường á thì như anh Trung nói chúng ta phải quantify nó. Ok, bây giờ họ cử 50 nhà báo thì mình phải tính ra là bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, là mình tính ra từ tiền, nhưng mà thực ra nó là cái tiền đó là cái tiền không tồn tại, đó chỉ là thực ra là nó in kind support thôi. Nhưng mà thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình tự viết cái thư, và tức là mình viết, tức là đến là họ ok, nếu mà quan hệ chúng ta tốt với đối tác và bàn thảo một cách tốt thì mình viết cái thư luôn để cho người ta ký, người ta đọc, người ta ký. Đó là cái, đó là cái kinh nghiệm của tôi khi mà làm với cái industry, không chỉ với AHRC, mà cả những cái khác. Về cái chuyện 6 trang á, tôi nghĩ các anh chị nãy chị Thanh chỉ nói cái ý, tôi nghĩ là đây nhấn mạnh là cái chuyện là cứ ngồi đọc đi đọc lại đi, các anh chị sẽ cắt được rất nhiều, cắt từng dòng, từng chữ, cắt rất nhiều. Tôi đã từng cắt một cái proposal 4.000 chữ, còn 1.000 chữ mà để nộp cho một cái society mà không bị bắt một ý nào hết. Tức là tất cả những vấn đề chính, tức là đôi khi mình bỏ thì thương vương thì tội, cái tội đó, đó là cái đặc điểm của người viết, bỏ thì thương vương thì tội. Cũng giống như khi mình viết journal article của bạn, nhưng mà tới lúc đó, khi mà chỉ ngồi mình chịu khó mà cứ để đó take leave it for a few days so, and then go back with some fresh mind and then okay. Rất cảm ơn giáo sư An. Có lẽ đúng chính xác như vậy, càng đọc đi đọc lại thì mình sẽ càng rút. Đấy, nó không chỉ viết funding proposal mà viết báo cũng thế. Báo cũng cùng một rồi. Cái message mà mình deliver bằng ít cái từ nhất có thể. Đấy là cái mà có lẽ tôi luôn nói với PhD student của mình là sao viết gì mà dài dòng đấy, làm sao mà một cái thông tin cho mà deliver bằng ít chữ nhất có thể. Thì đấy là cách viết của bên lĩnh vực mình. Có lẽ là Thành có ý gì thêm không? Dạ vâng, em chỉ muốn tức là đóng góp thêm một chút liên quan đến cái việc lấy funding từ industry. Thì em nghĩ là tức là với cái câu hỏi của Lộc, bạn Lộc đúng nhỉ? Tức là Lộc, mình nghĩ là bạn sẽ có lợi thế rất là lớn nếu mà bạn có thể convince được công ty của bạn như Facebook mà cung cấp match fund trong cái thời gian dài. Ví dụ như là 3 năm thời gian của cái dự án EPSSC của bạn ấy. Vì cái kinh nghiệm nhỏ của mình khi lấy funding của industry thì rất nhiều đối tác của mình thường họ không muốn có long term financial commitment, đặc biệt nếu mà cái funding mình yêu cầu là lớn, thì thường là họ muốn thấy cái hiệu quả ngay lập tức. Thế cho nên thường là funding mà họ cung cấp cho mình họ có thể cung cấp để mà fund toàn bộ cái dự án của mình, nhưng mà thường funding chỉ 6 tháng 1 năm, thường hiếm khi lên đến 2 năm. Cho nên nếu mà mình mà có thể convince được họ để mà cung cấp được funding trong một thời gian dài thì mình nghĩ sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Thế còn nhìn chung với cả các anh chị em và các bạn trẻ mà muốn lấy funding của industry thì mình trước thì các giáo sư, các speaker đã có mention về cái KPP, Knowledge Transfer Partnership. Mình nghĩ đấy là một cái giải pháp khá là hay nếu mà mình muốn làm việc với industry và muốn lấy thêm cái kinh phí của họ nữa. Vì cái Knowledge Transfer Partnership KPP thì kinh phí sẽ cung cấp bởi cả chính phủ Anh cũng như là industry, và còn trường đại học thì chỉ cung cấp đại khái, tức là cái nói chung là trường đại học là có lợi nhất, thì mình sẽ có cái overhead, mình có thể là claim cái overhead từ cả công ty và chính phủ. Và cái mà trường đại học cung cấp sẽ là cái knowledge và cái knowledge và cái supervision của cái academic. Mình thường trường đại học vẫn là cái đơn vị mà sẽ employ cái ví dụ postdoc hay là research associate tùy theo cái dự án mà bạn muốn. Thế thì và cái income của trường đại học sẽ đến từ overhead. Và còn cái IP thì thường là nếu mà KTP, nói chung với các cái dự án của em, với cả
với cả industry thì như giáo sư Trung có nói là cái IP là cái vấn đề khá là sensitive. Đã có những cái dự án mà của Việt Nam, tức là industry muốn fund nhưng mà cuối cùng thì trường không đồng ý, bởi vấn đề là vì IP, cái controversial liên quan đến ai sẽ là sẽ ownership của cái IP đấy, cho nên đấy là một cái vấn đề mà khi mà các bạn plan cái proposal, nếu mà muốn get involved industry, đặc biệt là khi nếu mà muốn lấy funding của họ, cash của họ, thì thường là họ bao giờ họ sẽ muốn có benefit, họ sẽ muốn có IP ít nhất là một phần. Cái đấy là cái mà luôn luôn thế là mình cần phải nói chuyện với cả thường là legal department hoặc là những cái research support office ở trong cái trường của mình, thường họ đã có rất nhiều kinh nghiệm về cái đấy, và mỗi trường đại học thường có policy riêng liên quan đến cái IP sharing và partnership. Như vậy cho nên là nói chung là mình phải theo cái policy của trường. Rất cảm ơn thầy cũng chia sẻ như vậy. Quay lại chuyện mà industry partner, một điểm mà Trung nói mọi người cũng nên nhớ là viết, khi viết về lấy letter of support, anh An bảo viết thẳng cho họ, rất viết, nhưng mà khi các bạn viết chuẩn bị cái draft như thế, tốt nhất là nêu cụ thể cái số tiền là bao nhiêu tính ra tiền và vân vân, hoặc là số giờ người ta cung cấp cho bao nhiêu vân vân, cụ thể ra. EPSRC và các cao sổ rất ghét những letter of support cứ general lấy từ cái proposal này bring sang proposal kia, họ rất không thích người đấy. Những cái letter of support nó phải tailor vào cái project đấy và nói được cái lợi ích vì sao bên 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 industrial partner đấy họ lại muốn support cái project đấy. Mọi người cũng nên để ý những cái phần như thế, bởi vì nếu không thì cũng khó. Nhưng mà muốn trước khi qua lại thêm tiếp một phần đấy, có một phần là gọi là đổi mới sáng tạo mà lĩnh vực của Vis cũng đang quan tâm hoặc nhiều, và có lẽ nó liên quan gì là rất nhiều ngành nghề khác nhau có thể là hợp tác lên đấy. Nên có thể tôi mời nhanh giáo sư Yến Trần từ 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 Edinburgh. Giáo sư Yến có thể giới thiệu qua về mình và có thể chia sẻ liệu có những cái gì mà đổi mới sáng tạo, hợp tác liên ngành được phó giáo sư Yến đã từng hoặc là đang có ấp ủ gì không? Thì trước nhất là mình cũng rất là xin lỗi vì sáng nay mình cũng có việc cũng hơi bận, cho nên là cũng hơi đột xuất nên là cũng không thể ngồi được ở văn phòng để nói chuyện, thì mình hy vọng là mọi người có thể nghe được mình nói, mọi người có thấy Huấn có rõ, nghe được mình nói rất rõ rồi. Mọi rất người là cảm ơn. Nhìn thấy hết. Mình không tham dự được ngay từ đầu, nhưng mà mình cũng tham dự được một nửa chặng đường, chặng của cuộc nói chuyện, và mình thấy là rất là cuộc nói chuyện rất là thú vị và cũng học hỏi được rất là nhiều. Thực sự là mặc dù là chỉ có là ngồi nghe thôi. Thế thì trước đây thì khi mà mình nghe cái phần mà của bạn một số người, ví dụ như là về Phi Phan với cả chị Thanh, hoặc là bên một số những cái bạn mà bên engineer mà làm về về kỹ thuật và cũng có liên quan đến AI, hoặc là cái những cái mà về thương mại hóa, về công nghệ, hoặc là startup và spin out, thì mình cảm thấy là đó là những cái phần mà rất là liên quan và rất là gần gũi đối với cả những cái mà mình đang làm. Mình cũng giới thiệu qua bản thân là mình hiện nay là phó giáo sư tiến sĩ, mình ở trường Edinburgh Business School ở bên Harvard. Cái chuyên ngành chính của mình thì là về đổi mới sáng tạo, tức là quản lý đổi mới sáng tạo. Mình không phải là dân engineer, nhưng mà mình lại quan tâm đến cái quá trình là thương mại hóa cái công nghệ đấy như thế nào, và quá trình là tổ chức, ví dụ như là ở phía university, tức là university và industry spin out pathway như thế nào, cái commercialization pathway, ví dụ như là vai trò của technology transfer office là đóng vai trò như thế nào, để làm sao mà có thể bridge giữa cái kiến thức của bên academic và bên industry. Và trên thực tế là mình làm được một số cái dự án về cái thiết bị y tế thì cũng đã gặp rất là nhiều những cái vấn đề về về cái gap giữa bên university và bên industry. Thì hiện nay bọn mình cũng đang làm một số cái dự án như thế, ngoài cái mà vì cái gọi là cái quá trình thương mại hóa, thì là mình cũng là quan tâm đến là đầu tư vào những cái startup mà có những cái công nghệ mà gọi là có tiềm năng. Thì cái này là về phần bên là bên bên tài chính, tức là bên mà bọn mình xem là ví dụ như là mình có ngồi ở trong equity gap, có nghĩa là mình sẽ đầu tư như kiểu đầu tư tiên thần, tức là mình vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt thì mình không được trôi chảy lắm, nhưng mà tức là đầu tư tiên thần ở đây là mình, bọn mình cũng xem xét các dự án về trong cái incubator của mình cũng là giám đốc của incubator của trường, thì là thường là sẽ là nurture những cái business đó trong incubator, và mình cũng là gọi cả các vốn đầu tư để đầu tư vào đó. Thế thì qua cái mà nói chuyện với cả mọi người hoặc là nghe mọi người nói chuyện thì mình thấy là có rất là nhiều cái mà mình có thể kết nối được, là về phía mà công nghệ và AI hoặc là những cái mà digitalization như là Huấn cũng làm, là mọi người làm đó, thì mình cảm thấy là những cái đó là những cái rất là thiết thực
đối với cả BBV, ví dụ như là đối với cả về phía Việt Nam chẳng hạn, thì mình nghĩ là nếu như mà những cái dự án nào đấy mình có thể làm chung để mình có thể gọi là về cái phía mà thương mại hóa, hoặc là về phía tổ chức gọi là organizing for innovation chẳng hạn. Ví dụ là tổ chức sẽ phải tổ chức như thế nào để có thể tiếp nhận được cái công nghệ đó, rồi là managing change, ví dụ như change strategy, change management là cái mà mình làm rất là cụ thể và làm rất là nhiều năm về cái đó, và mình thấy là đây là những cái vấn đề mà thực sự là rất là hay. Thì qua những cái nói chuyện này thì mình thấy rằng là nếu như mà mình có cái sự kết nối nào đấy, đặc biệt là ví dụ như hôm bữa nãy Phi Anh nói về startup là mình cảm thấy rất là hay, bởi vì thực ra chính cái đấy là cái bọn mình đang làm. Thì mình nghĩ là nếu như mà có một cái gì để interdiscipline, tức là có thể là mình kết nối về phía kỹ thuật và về cái phía, tức là không những là về phía con người hay là quản lý nữa, mà đây là cả một cái chương trình gọi là Technology Management Process. Mình nghĩ là rất là nhiều cái có thể là... Rất cảm ơn đã chia sẻ những cái đấy. Có lẽ là bây giờ cũng mở ra cho mọi người hỏi thêm một chút, vì không chúng ta cũng phải wrap up cái sự kiện này soon. Nhưng mà không biết là trong khi chờ mọi người, có một cái lĩnh vực, có một câu hỏi mà tôi nghĩ hơi sensitive hoặc không sensitive, nhưng mà cũng muốn hỏi ra mọi người, có thể chia sẻ những ai nhiều kinh nghiệm, cái vấn đề politics trong funding chẳng hạn. Nếu UK system này có politics không? Họ có thể mình đành phải chia sẻ thật với nhau chẳng hạn như thế. Có nhất thiết lúc nào proposal của mình ấy, khi mình cảm thấy chưa đủ mạnh, mình cần phải sẵn sàng collaborate với một cái người nào đấy rất là có danh tiếng để là sẵn sàng họ làm PI đi, ví dụ như thế chẳng hạn. Hoặc là đơn giản những cái câu hỏi mà liên quan đến politics nữa, thì mọi người đều có xây dựng một cái lab group của mình trong trường riêng của mình, thì là người với cái background đến từ Việt Nam như mình, thì liệu có những cái gì mình cần phải để ý hoặc là có thể chia sẻ với mọi người không? Chẳng hạn như trong cái dynamic trong cái school, cái faculty của mình, rồi là interaction với lại các đồng nghiệp như nào. Và chẳng nhẽ là mình có là nhóm người mà trong các meeting của khoa mình luôn ngồi im, không nói gì, hay là mình cũng phải là người thể hiện, mình phải nên nói với những cái như thế, mọi người có thể chia sẻ được không? Ai có những cái kinh nghiệm gì mà muốn chia sẻ với mọi người? Mình nói là thế này, cái thứ nhất là người Anh nó smart enough not to be politic in science. So I think that is so stupid if you are just because of the number one, because we are saying that it's a racism, right? So there shouldn't really be any racism, and they not stupid that you are so smart. That's just because you are Vietnamese, they are not going to respect you. So I don't think that is the case. Okay, so I think the politic, I think actually if anybody using the politic, I think that would be the disadvantage. So I think it's based on your track record. And I say you come into the what is suitable for you at your career research, right? People, if you kowtow people like this, you got so disrespected, you ruined your career. So you really, really based on your own feet. And also I said, eat the humble pie. So that means if you know that you are not good enough in certain area, you need to learn, then you have to learn. But you know that you are very good in certain area, you have your own confidence doing that. So I think it's a balance. So I would not really advise at all on the politics. Secondly, that I have been applied and I have been review grant. And at least for me, I think that EPSRC is non-politics, at least for me on my experience of reviewing grant, because I don't know the person, but I said based on the grant proposal and also when I wrote the grant, I got funded. And the thing is that somebody can give really, really bad mark as somebody giving you like a 1-1-1, but somebody like really high 5 and 6 and give 2. So the 2 is an outliner. So actually I thank him to give me 2, because basically that is so outliner. Everybody can see that. And you respond to that very professionally, scientifically evident, that too was cut off. And then the grant was got funded. And I think I got $1 million grant out of that. So I don't really think you need to worry. I think really focus on your science. Very loud and clear from Professor Tang. Any other, this is great. The same, because I've been a reviewer for ERC in social sciences. So we just based on the merits of the proposal in front of us. We don't care the name. I can add something on that. It's not really political per se, but maybe there's some call, especially very big call, they have some kind of, you can say, geographical, distributed the funding. For example, there's some call in cybersecurity, they want to balance the number of centers in cybersecurity. So at least Northern Ireland or Scotland or South England or North England, at least one of these areas should have the grant. So although maybe
for example, by say, let's say this proposal come from one area, maybe it's not so strong compared to the other one, but they cannot accept three centers in cybersecurity in Scotland, they might to, you know, must reserve one of the grant for non-Ireland. So that can be, you know, applied to this situation, but not political, but because of, you know, this is the government decision. I think that is a strategic decision, right? And also it's a diversity and inclusion. So that the criteria they need to look at. So sometime I think Vinh Duan says really right thing about the college, right? You can apply to become some council member, but then when they select you or not, it's sometime that they are over quota in the certain area, then you are as good as somebody, but you are not get selected. So this is non-politic, but I think because of diversity and inclusion and they make he to have an equal representation. So obviously, you know, like, I'm in London, so everybody will say like, you know, golden triangle, that why the money only come into the South, like Oxford, Cambridge and London. So they want to balance that so that area also got funding. So that is the reason. So if you need to know that it's strategic decision, then obviously you're taking care that you have a partner that not so centralized into the golden triangle maybe. So yes, so that needs to be taken care of. Vinh, you want to add something? Em cũng muốn follow up cái chuyện này, có nghĩa là một cái em nói là mình cũng không có define the politics, có nghĩa là như thế nào. Nhưng em chỉ nói là về vấn đề review, thì có nghĩa là tất cả các review nó subjective, bởi vì em làm về quantitative, tất cả mọi thứ của em nó đều là objective. Lúc mà em review thì em biết là tất cả mọi người đều có một cái subjective perception về cái đó. Thành thử là cái đó sẽ không bao giờ có thể là loại trừ được tất cả, là mình bảo tất cả mọi thứ objective, bởi vì giả sử EPSRC là maximum là 6, 5, 4, thì làm sao anh có thể là quantify được vì sao anh cho một cái proposal là 5, một proposal là 6, thì nó rất là subjective ở chỗ đó. Thành thử là bao giờ nó cũng có, và em nghĩ là không phải là nó không có politics, mà em nghĩ là nó sẽ có một phần nào đó, bởi vì là subjective trong cái chuyện mà ngay cả khi mà đánh giá grant, ngay cả khi anh đánh giá grant anh sẽ biết đó. Nhưng mà về phía em á, thì có nghĩa mặc dù em biết là như thế, nhưng mà em nghĩ là khi mà đã làm science rồi á, thì mình cũng chỉ nên focus vào cái đó. Nó hiện tại bây giờ là tất cả mọi trường nó đều có là EDI, equality, gender hoặc là diversity, thì em cũng không có, mình cũng không có nên quan tâm nhiều đến như thế, mặc dù là mình biết nó sẽ có như thế. Nhưng mà về làm sao thì em đồng ý với chị Thanh và những người khác là mình cũng không nên thì mình biết là sẽ có những cái trường hợp như thế, có nghĩa là trường hợp nó cũng không có công bằng lắm một sau đó, nhưng mà đó là out of, có nghĩa là nó vẫn subjective, 5 hoặc 6 hay 4 nó rất là quan trọng. Lớp EPSRC em nghĩ là rất quan trọng, chỉ cần thêm một điểm á thì anh có thể là vào cái cut off. Nhưng mà làm sao anh biết được là đó là sẽ là 4 hay là 5 lúc mà anh đánh giá cái proposal, thì nó chắc chắn nó cũng sắp chỉ vào đó. Rồi cảm ơn Vinh. Thực ra Vinh chia sẻ cũng tương đối đúng, bởi rất là subjective, làm sao mà biết 4, giữa 4 và 5. Thực ra giữa 4 là no chance rồi, 5 cũng là khó, được 6 thì tốt quá. Còn vì sao lại 1 như Long nói lúc nãy, thì rõ ràng là nhiều khi có những cái proposal người cho là 6 điểm, 666, người cho thì chỉ 1, rõ ràng là có sự khác biệt với nhau. Thực ra cái không phải hẳn nói politics như cũng là khó. Như ví dụ như này, mình nói ví dụ một cái người thằng hàng xóm mình đang làm ở cũng UCL, làm về nghiên cứu về chuột, thì cậu có đưa ra một ví dụ mình cảm thấy rất là tâm đắc, là gì, cậu viết báo một mình cũng nộp cho tạp chí Nature, thì reviewer đánh lên đánh xuống khủng mọi thứ, nhưng mà đến lúc mà cậu đưa tên cái ông mà tương đối lớn trong ngành, ông đấy như được giải Nobel, tên là Jones gì mình quên rồi, trong cái ngành đấy vào là co-author, là cùng viết cùng làm cho ấy, thì những người reviewer cũng kiểu dạng như đấy, lĩnh vực cũng gần như thế, họ thay đổi hẳn cái quan điểm và họ không dám nói những cái personal attack, không hẳn personal, cậu cảm thấy cậu thấy bảo personal attack, nhưng mà đến lúc có một người quá danh tiếng cùng lĩnh vực cùng viết cùng làm như thế thì họ thay đổi hẳn cái cách gọi là view. Thế vậy mọi người cũng nhờ là đôi khi họ cũng là cảm tính của người reviewer, họ cũng có những cái subject view như thế. Thế như thế, có lẽ là muốn hỏi thêm ý về chẳng hạn như anh Đặng Việt Anh, anh có bên finance và bên đấy thì sao, chẳng hạn có cái gì chia sẻ mà bên nhóm bên engineering và computer science có thể học hỏi được không, có những cái kỹ năng nào trong vấn đề đấy?
Vâng, cảm ơn anh Huấn. Vấn đề mọi người đang thảo luận mình cũng rất là hay, thực ra nó cũng rất là tế nhị, nhưng mà thực ra thì nếu mình làm lâu thì ai cũng sẽ phải vấp phải, và cũng thường là mỗi người cũng thường phải rút ra cho mình một cái hướng đi. Bên tài chính thì cũng là bên cũng nằm một trong lĩnh vực social science, cũng giống như economics hay là finance management, thì nó cũng có những cái điểm tế nhị. Đa phần mà nói mình nghĩ là khoảng độ 90% thì là nó là straightforward, tức là cái merits, chẳng hạn như là papers hay là grants chẳng hạn, thì là được đánh giá trên merits. Nhưng mà ngoài ra nhiều khi có những cái mình biết là connections cũng play a role. Tất cả là các bạn biết, chẳng như là vừa rồi Huấn đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn như là một cái paper các bạn nộp lên một cái journal chẳng hạn, hay là một cái grant chẳng hạn, nếu các bạn có một big name ở đấy, có connection chẳng hạn, một editor chẳng hạn, thì rõ ràng là một cái paper đó thường là sẽ được đánh giá nó more favorable hơn, nhất là bên finance và bên economics. Thì chị Thanh đang lắc đầu, nhưng mà đấy là một cái thực tiễn. Chẳng hạn bên UK chẳng hạn, về scholar chẳng hạn, muốn publish những cái top journal trong ngành về tài chính hay là kinh tế chẳng hạn, cực kỳ là khó. Nhưng nếu như các bạn mà có thêm một hai những cái tác giả mà cùng làm chung ở bên Mỹ chẳng hạn, thì cơ hội tăng lên rất là nhiều. Thì đó là cái thực tiễn thôi, chúng ta không thể nói là không có connections được, bởi vì thực tế là như vậy. Chẳng hạn nhiều khi bên ngành kinh tế tài chính chẳng hạn, các bạn nộp lên chẳng hạn, họ có thể nói là contribution chưa đủ, hay là cái đấy là gần như là editors and reviewers có thể họ có quyền nói như thế, rất là khó có thể phản lại được. Bản thân mình làm editor mà cái journal cũng vậy, nhiều khi mà nói thì mình thấy là rõ ràng là cái quyền của reviewers cũng như editor rất là lớn. Thì mặc dù là mình biết là cần phải rất là ethical vân vân, nhưng mà nhiều khi có những cái reviewers hoặc là thậm chí là editor chẳng hạn, họ có những cái connection riêng, và dẫn tới là nhiều khi thì trong mình nói là khoảng trong 100% chẳng hạn, thì có khoảng độ 50% cái papers mình nghĩ là không xứng đáng publish cái top journals có publish được. Thì đó là cái mình nghĩ là mình cũng cần phải nhận thấy. Mặc dù là có trường hợp như vậy, nhưng mà mình nghĩ là in the long term ấy, thì mình nghĩ là mình không nên engage in cái game như vậy. Mình cố gắng là more ethical thôi, mình cố gắng làm tốt nhất có thể được. Và cố gắng là in the long term thì mình nghĩ là on average, mình làm tốt, mình gọi là cố gắng hết sức, thì mình nghĩ là rồi cũng sẽ thành công. Cho nên là theo quan điểm bản thân mình thì là mình biết có vấn đề xảy ra, mình có thể không engage, không quan tâm lắm. Và mình làm sao mình cố gắng mình giữ được ethics cho bản thân mình. Đấy, thì đó là mình nghĩ là đấy là một cái long term game. Thế còn một câu hỏi của Huấn nữa là mình có thấy là Huấn hỏi là ví dụ ở trong trường chẳng hạn, thì mình nghĩ là đâu cũng có thôi, ở UK cũng như là ở Việt Nam hay là đâu cũng có politics, kiểu gì cũng có, không ít thì nhiều. Thế thì vấn đề bản thân mình đặt ra là gì, mình muốn làm cái gì chẳng hạn, ví dụ mình chỉ muốn làm research, tập trung chủ yếu vào research hay là teaching chẳng hạn, thì có lẽ là không cần thiết quan tâm lắm về vấn đề đó. Đấy. Nhưng nếu mình muốn là hạn ví dụ làm quản lý, hay là muốn có những cái center hay là trung tâm riêng cho bản thân mình chẳng hạn, mình nghĩ là cũng cần phải có những cái strategy. Chẳng hạn ví dụ như Huấn nói là trong những cuộc họp của khoa của trường chẳng hạn, thì nếu bạn mà cứ silent đúng không, keep silent mà không có ý tưởng, không có contribution gì, rõ ràng là bạn show là bạn không có một cái experience hay là không có interest về quản lý chẳng hạn, thì đó cũng là một cái thiệt thòi. Nếu các bạn muốn chứng tỏ là mình muốn là có kinh nghiệm về quản lý, hay là muốn sau này có cái track record tốt chẳng hạn, thì bạn cũng nên có những cái tham gia quản lý, hay là có những cái engagement, involvement và cái leadership roles. Thì đó, những cái roles đó đòi hỏi các bạn phải tham gia trong cuộc họp, phải có những cái ý tưởng đóng góp. Cho nên nếu các bạn mà chỉ ngồi mà chỉ tham gia mà không có ý tưởng gì thì đó cũng là một thiệt thòi. Thì đó là mình nghĩ là có những cái vấn đề mình nghĩ là cũng cần phải xem xét, và cũng tùy bản thân mình. Tùy vào cái hướng đi của mình như nào, chúng ta có những điều chỉnh phù hợp. Rất rất cảm ơn. Mình cũng muốn có một cái ý kiến về nói về Huấn là như thế này, là cái khi mà cái người mà đã Nobel Prize, và một khi người ta đã có Nobel Prize thì người ta chẳng cần thêm một cái paper, kể cả cái paper đấy là Nature hay Science. Nhưng mà có khi cái người mà được đăng bài ấy, người ta underestimate cái vai trò của cái người Nobel Laureate đấy. Tại vì có thể người ta có rất nhiều kinh nghiệm và người ta chỉ có vài câu comment thôi, người ta change cái landscape của the paper, change the way how to communicate, even though you think that the contribution very little, but actually it's significant contribution. And I can see that at my role as a senior researcher, when I see the people and they think like, oh, I'm just sitting there nothing and doing nothing. It's not true, because you know I'm giving few comment. You take about few months to do the correction. So that's the one thing to say, that the politic, it could be politic, but it could not be. So it be careful when we're going to say we have evidence or not. And I can say that I am right now the editor of Nanoscale, with one of Nanoscale is my area. I'm the guest editor. I got two of my paper rejected, right? So
Why? I know that because I'm pushing to get two paper, getting in. I know that it's a little bit underlined, but the aim is that I'm not think I'm lucky, but I really want that it get review. And when I got a lot of review, it's good, because otherwise it could be like not being reviewed and you don't have a, this really high quality comment. So I think being, I myself got being editor and got rejected, and then that to show that, you know, it doesn't really cut, because the journal will be very clever to get the good paper. Who I am, they don't care about me. They care about their paper when get cited. So they will choose the paper for their journals, right? And we know about journalists. Journalists don't care about subjects they write. They care about the stories they write. So at the end of the day, journal will be focused on the quality of science, because that where they got the citation come from. They don't really care if you're a very good name. If you're a good name, but your paper doesn't cite, that's not the journal going to take. So all in all, I say that there is a politics. I would say that one thing I could say that, you know, I think being collaborative, you know, have fun to other people, that will help you as well. But I think that purely politics, it just doesn't cut. And don't worry about this politics. And also that don't worry that you are being Vietnamese. And I don't know where, but UK is such a wonderful place that if any sign of that, you can raise that flag and then that will be dealt with immediately, because the EDI is so strong now that nobody dare to doing anything. And luckily in my career, I haven't really been subjecting, because I'm women, I'm not been subjecting, I'm Vietnamese, but honestly, people think I am young and they think that I have like experience. So that's why I'm founding Vietnam Young Academy. Yeah. So don't worry. Thank you. We really got the point. Absolutely. Just one big comment. For example, I come back to the proposal. I got the one comment from reviewer I can share with you, that they said that the PI has never been leading a project of £5 million. And so I don't think he got experience to do this. So do you think that fair comment? Yes or no? I think it's easy. Yes or no? Everybody have to start somewhere, right? Exactly. I mean, that's the point. It is yes or no. But what you have to say that I didn't have this, but I have experience to do this, and I will be able to do this. And that should be come out of your track record. So I think you need to really come from this and look at your proposal and see how else you can do to improve. So no, if it's technical good things, that would be nice. You know, we always try to learn that. But track record is your track record. Have you been managing the grant? That's what they want to see. They're very worried that they give you big money and you cannot handle that. So that's really also the same thing with a lot of people know now about the ERCs, that, you know, you have an early career, mid career and advanced career. So the advanced ERC, they will not giving it to you when you are still not ready. Whatever, it's not a personal attack. I knew that. And okay. Then so you really need to be mature. Okay, thank you. Thank you for that. Now go back to, we slightly gone off track about the interdisciplinary research in here. But go back to that. We want to maybe, I don't know if any other got any question, but maybe I still want to ask maybe Chung, especially about the discipline, interdiscipline. When you write a funding proposal, for example, you know you got the tool or technology to do a few things in different application domains. So you, what was your approach? You target what you want to achieve first, like in environment, in healthcare or in disaster recovery, and then you come back to see what can I use or tune to do that, or the other way around. You got the tunes, you got the technology from the field, from telecommunication, and are you going around to find what you can apply? This is a very, very good question. The first thing, I talk to the people who are expert in the field and looking for what is missing over there and what can we do. For example, when we prepare some proposal in disaster communication, I talked to the guy in social science and environment, say, when disaster happened, what do you want? What do you really need? What is the most urgent thing? And they say, the first 72 hours is critical to save people, because without saving them in the first 72 hours, we cannot, even we fight them, we cannot really, you know, save the life.
and the communication during that time, the lack of power supply, lack of the network coverage, and how you can provide a short temporary network that can really save people is important. So I think for all of the other disciplines, we have to talk to the people who are really in that domain and figure out what they are looking for and what is the missing point and whether we can fill in the gap or not. And I think that is my main approach. Thank you. And then that is a good strategy for someone who's trying to now looking at, because nowadays it seems difficult to just stay in your own platform, your own technology, your own domain, right? You need to collaborate. Yeah, and one thing is, the thing is you need to raise your voice because, you know, even in the electrical engineering and computer science in Queen, we had 130 academic staff and many people working in the same field. So how people from different departments, different faculty know what you're doing and really the thing that your research can be complementary to their research. So you need to raise your voice. So I attend a lot of seminars from other departments, other faculty, other schools as well. So whenever they have seminar, everything, I always join and I always discuss, and they realize that, oh, this guy might be the one of the best guys they can approach. Although I know some other guy my department can be, you know, better than in terms of the approach they are provided. But, you know, still people think I'm the guy who are ready. Thank you. Any other things that anyone want to ask the speakers, panelists, because it's been gone beyond what we planned with the time now. I don't want to drag on forever, but it's very useful discussion today. Some of the very honest and frank discussion about what we should do, what we should target, what we shouldn't do. Any other thing, any other point you want to raise? I think it's just to remind everyone that we can have a lot more discussion like this in the future. And then you can see that Chikwanya already mentioned that one of the separate workshop possible one, like how to stay resilient and how to respond to reviewers' comment, how to develop thick skin with some of the other things that also important, you know, and CERN mentioned about that I got a lot of failure and then, but I managed to survive. Yeah, we have sometimes to survive in the environment and then, some of my PhD students, they just feel so bad about review comment that it's just like take 3 days to recover from that. And but I said, okay, don't jump, don't go and to the river and jump. You know, you need to stay here with me and then address the review comments. So that also the good topic we can talk about and we can share with each other. But I guess that maybe everyone is tired already and then we need to eat lunch as well. Once more time, thank you all the speaker. It's very useful discussion and then the panelists come with us and I believe that yes, we got to take away quite a lot of points of things we can learn from each other. So just remind you that maybe early in April, we have another workshop like this, but we focus more on social science, business, economics, and so on. I'm sure that Professor Dang Biran, you're going to give us a talk in that one as well. And hopefully we can provide some more detailed program later on. And one more time. Okay. May the 6th of May, Friday, 2 p.m. If you can come to London to join us with yes, the inaugural lecture from Professor Sir J.B.T. Jonathan Van Tam. And I think CERN from Imperial College is trying to help us to book a theater over there, not confirmed yet. But the plan is after the lecture, hopefully we can meet in person together. However, let's have some drink together and so on. And then we can do a lot more networking on Zoom like this. Okay, and then of course a couple more activity follow up after that. Okay, and may I once more time thank you everyone, and let's just conclude here, right? And hope em, everyone. Ơi, em có thích ảnh không thì bên em có làm cái newsletter không? Đã, chắc là bên ban thư ký cũng có nhiều cái screenshot cho buổi hôm nay rồi và nếu không thì mọi người cũng share với cái screenshot cho liên hội lên WhatsApp hoặc lên email thì sẽ có đưa tin về sự kiện như này. Rất cảm ơn chị Thanh đã tham dự được buổi hôm nay và cảm ơn rất cả các speaker, tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Have a great day. Bye.
Bye. Chào mọi người. Bye bye. Ô, anh Bằng vào rồi. Anh Bằng vào nào đấy? Anh vào được 10 phút. Mới được 10 phút, anh xin lỗi. Thế thì anh chào mọi người cái cho biết. Anh chào rồi, chào mọi người. Chào tất cả mọi người. Ok, thôi buổi sau. Nghe được đoạn cuối, nghe được đoạn cuối của mọi người. Ok, thế thôi, thế cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Chắc nói quá rồi. Dài quá.